rất tự hào khi quốc ca Việt Nam và những lá cờ Việt Nam lần nữa lại được xuất hiện. Và trước giải đấu lịch sử World Cup 2023 thì chúng ta chuẩn bị bước vào một trận giao hữu vô cùng quan trọng với một trong hai nước đồng chủ nhà, đó là New Zealand. Thời tiết lúc này tại thành phố Napier là khá lạnh. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng đã có 4 ngày để chuẩn bị và làm quen thích nghi với điều kiện thời tiết tại đây. Ngày hôm nay đối đầu với chúng ta là đội bóng có thứ hạng cao hơn và cũng đang có những sự chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào trận đấu ra quân của mình. Và họ cũng đang rất khát khao như một chiến thắng khi mà đã trải qua 10 trận đấu chưa biết đến chiến thắng. Lúc này thì New Zealand đang xếp hạng thứ 26 trên bảng xếp hạng FIFA ranking. Và đương nhiên ưng ý cho World Cup 2023. Và lên bóng của New Zealand đường chuyền quá sâu. Các cầu thủ luôn đảm bảo có một cự ly tốt để tiếp ứng cho nhau. New Zealand quả tạt bóng. Sơ đồ 4 hậu vệ và người chơi cao nhất là Wilkinson. Chắc chắn là một sự lựa chọn không thể tốt hơn với Diễm My. Khá nguy hiểm. Đó là tình huống mà hai cầu thủ phòng ngự bên phía đội tuyển nữ Việt Nam đã để cho tiền đạo cầu thủ Han bên phía treo bóng. Hoàng Thị Loan đã bó vào trong và hỗ trợ. Đã có áp lực để tạo ra khoảng trống ở biên. Thêm một quả lật nữa. Đánh đầu. Thị Thành xuất sắc. Chúng ta vẫn đang có được sự đa cần tập trung. Đây là cơ hội cho New Zealand. Thất tịp. Cú đá ra ngoài của Wesley Hassett. Khá nguy hiểm. Một quả treo bóng sâu. Mà có thể thấy là khung thành của Kim Thành vừa rồi đã đứng trước một hiện một bài phối hợp khác. Bóng lại được nhồi vào. Và lưới của Kim Thành đã rung lên. Hết sức đáng tiếc khi chúng ta đang bận tìm cách đối phó với những tình huống bóng bổng thì New Zealand lại tạo ra đột biến. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống này. Ở Napier lúc này thì mưa rất nhiều, choạng một chút. Lên hàng phòng ngự của đội tuyển nữ Việt Nam, Huỳnh Như chân trái khá nguy hiểm, vẫn còn bóng đi vọt xa. Cú sút của đội trưởng bên có lỗi của Thu Thảo. Một lần nữa Thu Thảo gặp khó khăn trước Jack Quihans. Đội trưởng Percival đá phạt để treo bóng. Cầu thủ New Zealand rẽ vào trong dứt điểm. Cú đá vọt xa và ra chân là của Grace Neville. Diễm My đang dần chơi tốt hơn. Và cú sút này thì phải đi bóng rất hay của Jackie Hen. Quá nguy hiểm. Bóng của Thanh Nhã. Vẫn là Thanh Nhã. Dứt điểm không được. Tình huống lùi về rất kịp thời. Đó là của Katie Bowen. Điểm. Cú sút không được. Kim Thành đã chơi rất tập trung. Phản xạ bằng bộ chân tuyệt vời của Kim Thành. Tin hơn. Và đang có những tình huống phá quấy khá tốt. Rồi Kim Thành khống chế đường chuyền bằng chân trái. Đi qua Hoàng Thị Loan đưa bóng vào. Đây là tình huống nguy hiểm. Phải cố gắng chống đỡ thêm một pha bóng bổng nữa. Tốt cho World Cup 2023. Quá nguy hiểm và rất dễ dàng. Đó tình là pha làm bàn của Jack Quihan. Tình huống ở cuối hiệp 1 và có vẻ như hàng thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã hơi mất tập trung. Và phối hợp quá thoải mái ở bên trái. Vừa rồi thì khoảng trống lại là Percival. Nguy hiểm. Lần này thì số 16 của New Zealand đã không thể tận dụng được. Jackie Hens hy vọng là sang hiệp 2. Tình huống lên bóng của đội bạn. Và cũng có thể là huấn luyện viên Mai Đức Chung muốn đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ có một đá có Bích Thùy, Huỳnh Như và Hải Yến ở phía trên. Nhưng bóng vẫn trong chân của các thủ New Zealand chọc khe. Và phất bóng xuống sau lưng hàng thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Thoát
phạt đi rất mạnh mẽ của Ali Riley. Đường chuyền vào trung lộ. Bóng được nhồi vào vòng cấm. Chiều cao của Wilkinson. Bên trái là Thanh Nhã và khống chế Ta Lộc. Và có thể thấy cầu thủ này cũng đang chơi khá cầm chừng. 14 sẽ là chỗ dựa cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Diễm My và Kim Thành đã liên lạc với. Và đá phạt nhanh. Tình huống nguy hiểm. Lại một tình huống phối hợp bất ngờ của New Zealand. Có thể sẽ là một quả tạt sớm. Đúng là như vậy. Tình huống bóng bầu. Kim Thành Eason của New Zealand đã bắt dính bóng. Không phải làm việc quá nhiều từ đầu. 9 giây 1, cú đá. Chìm. Kim Thành đã xử lý rất gọn gàng. Trong vòng cấm. Lại là logo. Nguy hiểm. Chúng ta cần hết sức tập trung. Và tránh cướp tốt của Ngân Thị Vạn Sự. Trọng tài đã thổi phạt với Jackie Hen. Họ đến Việt Nam thì cũng chưa chắc đã mời được. Đúng vậy. Phía New Zealand vẫn tấn công.